số chủ thể giáo dục học đường như là học sinh với học sinh, giáo viên với học sinh với giáo viên. Thì trong đây thì phổ biến đó là học sinh với học sinh, các bạn học sinh với nhau thì gian tuổi ăn tuổi lớn, cho nên là cái tôi của mình nó quá lớn, thành ra là dễ xảy ra cái mâu thuẫn xích mích dẫn đến bạo lực học đường. Phổ biến nhất ở bộ phận bạo lực học đường nằm trong độ tuổi từ trung học cơ sở tới trung học phổ thông. Thực trạng bạo lực học đường hiện nay qua một số hình ảnh trên chúng ta đã thấy được, đó là giáo viên với học sinh, một số bạn nữ đánh nhau, hình ảnh đã được mình sưu tầm trên mạng xã hội, một nhóm thanh niên đánh hội đồng hoặc là các giọng nữ xô xát. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12 tháng 1 năm 2024, Tổ tư vấn tâm lý học đường trường Trung học phổ thông Vị Thanh đã tổ chức chuyên đề Nói không với bạo lực học đường và xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh của trường Trung học phổ thông Vị Thanh được Tổ tư vấn tâm lý học đường tuyên truyền với chủ đề Nói không với bạo lực học đường. Đồng thời thông qua buổi tuyên truyền, các em hiểu và nhận thức được nội dung các về các thông tin liên quan đến tình hình bạo lực học đường diễn ra thời gian gần đây trên địa bàn và cả nước, chỉ ra nguyên nhân, tác hại, những quy định của pháp luật có liên quan đến hành vi bạo lực học đường và những giải pháp nhằm hạn chế sự gia tăng của bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục, đồng thời trao đổi một số kỹ năng xử lý tình huống khi có tình trạng bạo lực học đường xảy ra. Trong diễn đàn, các bạn học sinh đã trao đổi với diễn giả về các nội dung như kỹ năng quản lý cảm xúc khi phát sinh mâu thuẫn, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn theo hướng ôn hòa với thanh niên ngoài trường. Cuối buổi tuyên truyền, ban tổ chức đã đặt ra nhiều câu hỏi trắc nghiệm khách quan có liên quan đến nội dung phòng chống bạo lực học đường. Học sinh tham gia trả lời rất sôi nổi và đã nhận được nhiều phần quà có ý nghĩa. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh trong việc phòng chống bạo lực học đường trong tình hình hiện nay. Qua đó kêu gọi các em học sinh tránh xa các hành vi mang tính bạo lực, có kỹ năng giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng trong môi trường học đường, cùng nhau xây dựng tình bạn đẹp, yêu thương, giúp đỡ nhau cùng học tập, tiến bộ, tích cực rèn luyện đạo đức, nhân cách và tiếp thu tốt kiến thức để trở thành những công dân có ích cho xã hội, gia đình và chính bản thân trong tương lai. Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.